À. Bốc Bốc thăm. Bốc thăm, bốc thăm, bốc thăm, bốc thăm. Anh muốn tự bốc tự Đây quyết định đây. cuộc đời anh. Ra. Rồi, bao y bao luôn. Đưa đây. Anh nói đưa đây là đưa đây. Thì là anh không có ngán gì hết á. Ghê đúng không? Có một cái bị Rồi cong. thấy Ủa sao anh nhìn em hoài vậy? Hồi giọng tự tin nhưng mà mở ra cái này là bắt đầu bớt bớt rồi đó. Hôn môi người khác giới 10 giây. Hồi nào mới lùng mụn ta? Anh này nè. Ủa vậy hả? Em khác giới, em khác giới. Ok. 10 giây. Thế bằng nào mới lùng mụn em ơi? Em năm nào em? Em đúng không? Em. Mà em không? Dạ, cái gì vậy? Mới lùng mụn. Không có đâu, mũi anh đầy mụn luôn. Nhưng mà anh lại thích. Anh thích mụn. Anh thích mụn quá. Anh thích mụn quá. Anh hơi ngược so anh ta. Vô. Thế bình tĩnh, từ từ thôi, từ từ. Cái gì mà từ từ thôi. Đến thôi. Bình tĩnh em, bình tĩnh. Thôi thôi thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh ha. Anh làm nè. À thì khóc vậy. Ủa khóc luôn vậy. Không sao, không sao, vui vui vui, mẹ em vui, mẹ em. Khóc cái mạnh khóc á. Ủa sao khóc thiệt rồi bà con ơi, sao giả bộ á? Giả bộ đúng không? Khóc cho hạnh phúc á. Vui vui mà đúng không? Mình là anh em mà đúng không? Vui vui mà. Đâu em xì mũi đã. Thôi làm cho em, đừng xì chị vậy. Cũng có thể là bạn ấy ngại ngùng. Cũng có thể là bạn ấy có một chút gì đó cũng đang quan tâm tới mình. Hay là một chút lý do gì đó mà mình cũng chưa thể đoán ra, nhưng mà cái khoảnh khắc ngại ngùng của bạn ấy thật sự là rất dễ thương. Ờ nha, bắt đầu nha em. Nào. 10 9 10 đứa ngồi 8 7 6 5 4 3. Lúc thực hiện cái thử thách đó thì cũng thấy hơi rung với hơi hồi hộp chút xíu. Cái khoảnh khắc đó làm cho mình thấy rất là nhớ bây giờ, tất cả hình ảnh vẫn còn trong 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 đầu cho tới tận bây giờ. 2 1 Ok.